Lenovo thứ nhất Android. Hay này. Mày đánh sâu vậy. Ui, 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 ui. Ui, ui. Tự dưng sao xuất hiện nguyên một bầy nhảy. Trời ơi, trời ơi. Ờ, thay pin hơn cổ tôi sát tầm mấy triệu rất là đẹp. Nha. Hả? Cả cả thay pin cái tầm 10 cổ quay đầu là đẹp. 10 cổ quay đầu á, không có đâu. Cả máy cả thay. Không có đâu anh nhỉ. Nhảy sang nhỉ? Anh sang nhỉ, không có chuyện 10 cổ đâu. Tầm 8 cổ cái điện thoại là đẹp rồi. Không có đâu. Xong thay pin là vừa. Anh bán thêm được không? Giờ anh rồi. Mua cho anh đừng bán tuần anh hôm đấy thôi giờ tiền đâu mình còn phải mua trả góp này. Và đây chính là bức tranh của mình. Giờ khi mình đã thôi tôi đã xong rồi nha, mình có thể đồng hồ cho mình hoặc không hoặc là mọi người thì sẵn gặp mọi người. Cảm ơn mọi người, video của mình hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Mà phải về quê thầy pin mới tiết kiệm rẻ được chứ ở đây thấy đắt lắm. Xong tốn tiền xe hả? Để chơi luôn. Tiện về quê chơi thì đấy luôn, nhưng mà giờ mẹ vẫn đang ở đây thì này cái nỗi gì. Về mẹ cho đỡ tốn tiền xe. Thật thế à? Mà giờ mẹ chả gì vẫn đang đi học mà. Mình sẽ của mọi người tôi mở cho chú chinh kiến của Totoro mà chú cáo nha mọi người sẽ bật thân chân phim nha. Bây giờ thì mình sẽ của mọi người tôi mở cho Totoro nhé. Ui 110 giòn luôn. Em sẽ là tôi mở. Cái này này công nhận nó liếm rồi nha. Như này. Ê what the fuck. Ê tôi có cái cốc đấy đi. Không nhớ ai. Nhờ liếm đầu mút. À, này đang ngủ mới nó nghe phát người cao phát tốt rồi. Thế ờ đấy cao có vết trên áo luôn mà. Hôm qua tôi thì phải hai một trận nha, giờ giám khảo tôi đứng xa ở chân có hai ở đùi đấy một trận nha. Okay. May này lúc đấy mình đang mệt mình ra gần mới chịu đẩy ra nên không cầm tay ném đấy. Không, quả đấy nó cầm là ném luôn đấy. Vỗ là đang tiện tay, đang ngủ ngon sắt. Lúc mấy giờ? Tầm 1:40. Không, không ngủ được nữa luôn. May đấy mấy giờ cầm dậy. Ê, chú đã ở nhà lúc đó như thế bọn tôi. Tôi phải đi vào cái túi. Mệt quá chị ơi. Tôi giật mình thấy tôi nó leo hết lên người. Xong rồi tay mình lại động vào nữa rồi xong. Ban đầu không đang ngủ thì biết đấy là cái gì đâu. Tôi sờ hết có cảm giác. Tay sờ vào lông con gì thôi xong rồi. Giật mình đó. Đẩy luôn nó đi như thế nào. Ghê vãi. Em tự lấy khó chịu cả ngay cả lông, mùi lông lại khó chịu. Không phải đâu, có lấy cho tắm cái mùi đây. Không, là mùi của lông động vật ấy, kể cả có tắm thì mùi nó có cái mùi của nó mà, mùi riêng ấy. Ý là mùi riêng của động vật ấy, tránh ra được. Đây là mình ghét tất cả. Mèo là loài hôi nhất. Đấy, biết ngay, em đừng móc nha. Để tính về anh móc. Tuấn Anh móc rồi. Đây mọi người kiểm tra hàng xin. Check. Tuấn Anh đang check pha. Cái thinh không học nữa, đi về. Bỏ học, đi về. Bắn nó đi vi tỉ. À, đây đi cả. Tình hình hy sinh hết rồi nè. Không, không nghĩ, không bóc. Tết rồi. Nó muốn về nó phải tự tay bóc. Đấy nhờ, ai ai của cái đấy là gì ấy? À cái, à, cái gì nhờ?
mô hình lúc thì năm đâu đây có cái nào giống không? Đâu? Đây, 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 nó là cái này. Màu đỏ à? Ừ, nhưng mà Màu tay đỏ. đỏ. Ok. Đây đúng không? Đúng.